Xin chào mọi người đến với kênh Broadway Visa. Hôm nay mình xin được giải thích cho mọi người khi mà hồ sơ định cư của mọi người hiện trạng thái là Your case is being actively reviewed. Thì có nghĩa là gì? Thì đây là một câu hỏi rất là thường xuyên đối với bất kỳ ai nộp hồ sơ định cư Mỹ. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem toàn bộ process, quy trình hồ sơ định cư được xử lý như thế nào. Thì chúng ta sẽ hiểu khi mà họ update trạng thái như vậy có nghĩa là gì. Nhưng trước hết các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh team mình ha. Chúng ta thường hay thấy là cái hồ sơ của mình được update là Your case is being actively reviewed officer. Mà thời gian chờ của cái trạng thái này cũng có thể là kéo dài vài tháng. Như vậy nó có nghĩa là gì? Và hồ sơ đang được xử lý như thế nào? Như các bạn đã biết thì chúng ta có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ của mình từ USCIS account bằng cách là check các receipt. Và từ đó sẽ hiện trạng thái gọi là status của cái hồ sơ của mình. Nhưng mà có rất là nhiều người lo lắng tại vì khi mà họ check cái trạng thái đó, người ta không thấy nhiều thông tin trên đó. Thậm chí là một trạng thái là đứng rất là lâu, có thể là vài tháng luôn. Ok, đây là quy trình mà USCIS xử lý hồ sơ của chúng ta. Ở mỗi bước, mỗi giai đoạn giải quyết hồ sơ sẽ là một quy trình khác nhau. Sau khi bước 1, bước 2 hoàn thành thì sẽ chuyển lên bước 3. Thì mỗi bước nó sẽ là cái cách người ta họ review và yêu cầu những giấy tờ hỗ trợ khác nhau. Khi xem hết tất cả hồ sơ và có thể ra quyết định, bước 1, đơn vị agency với USCIS sẽ check hộp hồ sơ của chúng ta từ hộp mail. Người ta kiểm tra những thông tin căn bản chúng ta đã nộp đi, các giấy tờ nộp đi để xem có sai sót, thiếu sót gì hay không. Như là thông tin hộ chiếu, đóng tiền, các giấy tờ yêu cầu căn bản nhất cho một bộ hồ sơ khi chúng ta nộp đi. Ở bước 1, người ta họ sẽ kiểm tra những giấy tờ căn bản đó trước. Nếu bước này hoàn thành xong thì họ sẽ chuyển sang bước 2. Có thể là một đơn vị agency khác sẽ tiếp tục review ở mức độ sâu hơn. Ví dụ như đánh giá về thu nhập, kiểm tra các giấy tờ về thu nhập, kiểm tra coi lại thử bước 1 có bị thiếu gì hay không. Có thể ở bước 1 kiểm tra bị thiếu nên họ sẽ kiểm tra check thêm một lần nữa ở bước 2. Nếu các chứng cứ bổ sung mà các bạn không đầy đủ thì họ có thể request for evidence gọi là RFE. Ok, nếu mà hồ sơ của chúng ta pass được bước thứ 2 này sẽ chuyển tới bước thứ 3. Thì lúc này bạn sẽ nhận được thông báo rằng là hồ sơ của bạn is being actively reviewed. Nhưng mà câu này có nghĩa rằng là hồ sơ của bạn sẵn sàng để được review cùng với rất nhiều hồ sơ đang xếp hàng, đang trong thứ tự. Chứ không có nghĩa rằng là hồ sơ này đang được review mỗi ngày mỗi ngày. Đó chính là lý do trạng thái này có thể kéo dài vài tháng tại vì có rất nhiều hồ sơ cũng trong trạng thái như vậy. Hoặc có thể kéo dài đến một năm, đặc biệt ở các bang như California, New York. Tuy nhiên thực ra đây là tín hiệu tốt, có nghĩa là hồ sơ của mình đang được xử lý theo đúng trình tự và chỉ còn đợi final decision quyết định bởi USCIS nữa thôi. Như vậy tóm lại, your case being active review có nghĩa rằng hồ sơ của bạn đang được review và việc của bạn là đợi quyết định cuối cùng từ họ. Thì đây có nghĩa là nó là một tín hiệu tốt, có nghĩa là hồ sơ chúng ta đang được giải quyết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người hãy bấm theo dõi kênh của team để được cập nhật các thông tin về nhập cư, visa và các thông tin liên quan khác.